ra cái mặt bên phải, cánh phải của cái đằng cuối chợ mà rộng rộng lại ít cây. Ít cây là quá. Chung con ngồi nhặt lá. Ngày hôm đá xấu quá, trước mang lên rồi đây, hôm nay mang tiếp. Mà tỉa răm mà cái này có bón cho nó thì nó mướt thì nó có giá trị hơn, nhìn người ta bắt mắt hơn, mình sẽ bắt mắt hơn. Tôi bảo là chia đường chạy trước là cũng được rồi, không cắt giật mà bẻ vào dây cũng không đến nỗi nào. Lá mướt lên, ngọn này nó đầy lên là bóng rất là đẹp, bóng rất là đẹp. Mặt bên này xem đi nha, bệ cũng rất là nhiều ấy, tất nhiên là nó phải thời gian nó mệt được. Cái này 8 triệu, chứ khoảng 8 triệu. Rồi. Ok. Sao? Đẹp hết. Nó lắm rồi, ra chợ rồi. Cây này nó chắc nó vào rỗ em vẫn trồng cây ngầu. Làm nhưng mà những cây ngầu chơi cũng hay đấy, giờ là ít hơn cả nguyệt quế một sai. Đi ra đằng này cái nào đấy, đi qua khu vực của người đẹp Tiên Liên. Đấy. muốn mua cây này là phải hỏi cái này trước. Chả hiểu gì cả. Xong rồi hỏi mấy cái trồng trước này, xong rồi cái ổi này. Sao chủng này xong rồi. Đấy, giáo loanh quanh vòng lúc ra cây sườn gà. Chuẩn bị đi rồi nó hỏi cây mình muốn mua. Ở dưới còn tóm lại là còn lúc cái này chưa hỏi giá bao tiền nữa. Hỏi vừa đến anh quên mất, anh bảo cái sườn gái đẹp quá bao tiền đấy. Đấy. Thôi xong rồi mình nói xong mình biết là mình đã bị ở chửa thật. Phải trồng chậu hình chữ nhật rồi nhỉ? Anh trồng chậu thì được. Đấy đang thường cái chậu đấy. Đấy đẹp quá. Này chậu phải 30, rộng 30. Ừ, nó là chậu 30 thật đấy mày. 30. Đúng rồi, 30 này. Cây nó đẹp là quan trọng, nhưng mà cái chậu thì quá dễ tìm. Thế cái chậu đấy của mình thì đấy vừa rồi. Chậu hình chữ nhật nhưng nó chỉ có hai mấy. 25-40. Cây này phải 25-40 thì không ổn. Quá khủng. Và xong rồi mình lại lấy cây nữa trồng vào đây được. Đúng rồi. Cây bonsai thì trồng nhưng mà thôi người đẹp ơi, cây này nó lại 4 ngọn. Được rồi, nhìn ra rẻ lắm. Cái vải hay như Phật bà. Thôi người tăng tuổi vả. Cái này là cái xung quanh cái vả đấy. Vả đúng không? Ừ. Vả thì đá đẹp mà. Đúng rồi mà nhìn cái này là cái vả. Cái xung quanh dưới này. Dài nhỉ? Ăn con vả được. Không, con vả đẹp. Vả
vợ nó vả cái về vợ nó vả cho lấy về cái vợ nó vả nó mới phát được xong vợ nó vả cho vả lại con cái nó sợ sạch mắt đấy không dám gì đấy không dám vả lại nhất vợ nhì đời không chạy được thì phải chịu chứ là này đấu cực hoa si si đấy nhìn ra rẻ thích nhỉ đẹp đấy. Rồi. Không có bà lại bảo mình phá bĩnh thì chết. Sô xin món sai. Rồi kiểu này nó thật tiền triệu ấy. Đấy, nhài. Này cho cụ bác Lập, anh Lập với chị ông Lập nhé. Thắng khá một. Đấy, con đi chơi. Chân cứ gặp quá nhỉ. Con này nhiều tiền không anh? 5 triệu. Cả tí nữa lấy cốt không vào thở ra mà lấy chân chiếc tất nhiên nó cũng ấy thôi tiền nào cũng lấy thôi làm gì mà được chuẩn chỉ được cây hàng nuôi dưới đất xong rồi về được đi mà. Xì lúa như ấy. À, đây có cây gì đây? Ui, lá nó cứng như là nhựa, cứng lắm, lá rất cứng. Lá rất cứng, không biết là cây gì. Thân cứng ngắc. Cây này là cây gì đấy bác? Xuân trà. À, xuân trà nó nhìn nó khác nhỉ? Lá nó cứng. Lá cứng ghê nhỉ? Thân cứng, lá cứng như bằng lăng đá. Cứng lắm. Hay nhỉ? Thân trắng tinh. Hay à? Lá nó như nhựa dày lắm. Sờ xem. Ui, nặng thế. Ây chà. Cây này là bao tiền đấy? Có phải của mình không? Dạ. Cây xanh đấy. Cây 3. Nhắc về luôn sao ấy mà sớm quá. Cái xanh thì bao tiền mà nó hỏi. Dạ. Cái xanh là hỏi bao tiền. Ba. Múc về làm. Khách có hỏi bác đập đòi. Nhiều người hỏi cái chắc của chú quá. À cái bánh kiệp ấy. Chắc bán rồi nhỉ. Bán rồi. Bán rồi. Bán
Ông hỏi từ hôm trước đến nay ấy. Nhiều hoa đấy. Ngửi cái đã xong rồi quay. Thơm. Ngửi xong rồi quay. Tầm 2 triệu trở lên đấy. Trước trước tôi có hỏi rồi, hôm nay trở mới hỏi lại. Nhất các bạn. Dưới trước của bác Hưng này vẫn còn mấy cây này, đi la rồi. Anh Thủ đến giờ đi làm rồi các bác. Phải để một chút thôi. Nguyệt quế này là bao tiền đấy chú nhỉ? 2,5 triệu. Đấy, nói chuẩn luôn, 2,5 triệu. Để anh em biết. Nhiều hoa quá. À ở nhà chú có cái cây này là cây gì mà ông ở ấy, ông có hỏi cháu. Thằng nào nó quay ở nhà chú ấy mà ông cứ hỏi cháu là cái cây này là cây gì. Đây. Hỏi hộ xem có còn không. Cây này này. Có phải của nhà chú không? À, cây này cây ở trong thành thất thôi, không phải trong thức cơ. À còn ông thức á, cái này nó là cái gì, cái ông thức thì cháu lại biết mà... À cái khế đúng nhỉ? Cái này là cái xanh. Nhưng hình như ông bán rồi, lâu rồi. Giờ làm gì có cây nào đâu. Còn. Còn. Cây này vẫn còn. Cây này còn thì còn. Hôm cháu vào có thấy đâu. Hôm vào nào. Mới đây thôi. Ờ thế thì phải bán rồi. Ông đi bán hết rồi. Thấy vừa rồi bà. Bà rồi bà nặng đô lắm bán hết. Quế thơm đẹp quá, cái bông trạng kìa. Này, có cái túc. Quay đi. Si à, đấy. Đấy, tác nghiệp ác phết đi. Năm triệu hay mấy triệu nhỉ? Quên luôn. Về nó đánh giá cũng bán thế nào? 2 triệu. Được đấy. Già. Rồi. Thì để... Này, nặng quá. Bim bim mà ông chủ ông chạy đi hết rồi.